Anh nhau thì chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Hồng Mân. Hôm nay mình sẽ làm một cái vlog rất rất là đặc biệt. Đó không phải vlog khoe nhà của mình đâu, mà đó chính là vlog cuối cùng nó cũng đã về rồi các bạn ơi. Nút bạc của YouTube. Đây là một cái đánh dấu một mốc mốc rất là quan trọng của mỗi đời người làm vlogger, là làm YouTuber các bạn. Thì mình đã đạt hơn 100.000 sub khoảng cũng được gần 2 tháng rồi, nhưng mà tới tận hôm nay thì mình mới được nhận cái nút bạc này. Thì lúc mà người ta giao hàng tới cho mình, người ta bảo là khoảng 2 tuần thì mình có thể nhận được nút bạc này, nhưng mà như mình nhận được sớm hơn á thì khoảng 14 ngày là mình đã nhận được rồi, nhanh, rất là nhanh các bạn. Cho nên là hôm nay mình đem ra mình mở cho các bạn luôn. Đây là nút bạc YouTube mà dành cho du học sinh Việt Nam mà đi du học ở Hàn Quốc lần đầu tiên nhận được nha các bạn. Trời ơi, vinh dự không? Trời ơi, tin được không? Trời ơi, tin được không? Sao 91%. Trời đất ơi, vinh dự quá các bạn ơi. Cho nên là hôm nay mình sẽ unbox cái nút bạc này ra và xem nút bạc ở Hàn Quốc này nó khác với nút bạc ở Việt Nam như thế nào. Thì đầu tiên các bạn thấy là cái hộp nè, thấy chưa? Thì cái hộp này thì có cái địa chỉ đây có cái chữ là Busan, đây là tiếng Hàn các bạn. Thì đây là chỗ mình đang ở Busan các bạn. Thì mấy còn lại đa số là tiếng Anh hết chứ không có nào tiếng Hàn nữa các bạn. Theo mình thấy như nó được sản xuất ở Mỹ và nó được giao tới Busan là chỗ mình đang ở đấy. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Mình xem bên trong có gì nào. Mời anh vào team của em xem có gì nào. Có gì nào. Wow, đen xì lì các bạn ơi. Đen xì lì, cái nút bạc đen xì lì. Đây có cái tấm gì đây à? Cái tấm này như là cái tấm mà kiểu như là đây, nét đi. Ừ, đây là cái tấm mà kiểu như đây là đội ngũ mà đóng hộp cái này và người ta chúc mừng mình thôi. Nếu mà lỡ có bị hư hỏng gì đó thì nhớ liên hệ lạc lại với họ. Thì cái này cũng không có quan trọng lắm nên sẽ bỏ qua một bên. Tiếp theo, ui da, bà nuôi mày. Đấy, tiếp theo là tấm đen này. Tấm đen là tấm xốp chứ không có gì hết. Nói chung là tấm xốp với các bạn. Đấy, không có gì hết. Tấm xốp này cũng để ngăn cho nó khỏi bị va đập đấy. Tiếp theo là cái, nếu mà mình lật cái tấm này ra đấy, mình lật cái bức thư này ra thì các bạn biết đằng sau đó chính là cái nút bạc thôi đúng không? Mình lật ra luôn nha. 1, 2, 3, bùm. Là như vậy, để các bạn tập trung vào cái bức thư. Đây là bức thư tiếng Anh các bạn chứ không phải là tiếng Hàn. Mình không hiểu tại sao, tại vì mình liên lạc với người ta mình dùng có 3 thứ tiếng luôn. Mình nói tiếng Việt, tiếng Anh rồi tiếng Hàn luôn, nhưng mà đến lúc mà người ta gửi lại cho mình nó thì người ta không xài tiếng Việt nữa mà người ta xài tiếng Anh. Người ta cũng không xài tiếng Hàn nữa, không biết tại sao. Thì đây là giám đốc, đây là bà Susan, CEO của YouTube. Đích thân in cái tấm này ra chứ bạn không ngồi viết tay đâu các bạn ơi. Cái tấm này kiểu như là bức thư chúc mừng bạn là được 100.000 sub và hy vọng bạn sẽ cố gắng phát triển kênh của bạn hơn rồi này nọ. Hãy luôn luôn cảm ơn những người độc giả theo dõi các bạn trong suốt thời gian qua. Kiểu như cái bức thư là vậy đó chứ không có cái gì hết. Tiếp theo. Và đây là cái quan trọng nhất ngày hôm nay. Đẹp chưa? Nút bạc đây các bạn ơi, nút bạc đây, phiên bản của Hàn Quốc. Đấy, thì cái phiên bản này khác như thế nào ha? Mình lấy ra đây tấm bọc ni lông. Thì không biết ở Việt Nam có bọc ni lông không, nhưng mà Hàn Quốc thì có, chắc cũng y chang thôi à, chứ không có khác gì hết. Wow! Trời ơi, rất rất là mát các bạn. Đã tay cầm mà nó lạnh tay luôn các bạn. Mặc dù trời mùa đông cầm bô là thấy muốn teo hàng họ lại luôn, nhưng mà cầm mình rất là đã và nó cũng khá là nặng. Mặc dù mình thấy mình biết thì cái này không phải là bạc thiệt đâu các bạn ơi. Cái này kiểu như là cái gỗ hay sao á. Đặc biệt cái nút ở giữa nè, các bạn mở thì các bạn nghe tiếng không? Đây là kiểu như là gỗ vậy đó các bạn ơi. Và cái này được là tấm kiến. Cái gỗ nó giả bạc, cái vân này như vân gỗ nè. Đấy, chứ nó sẽ ghi là tặng cho Trang Hồng Mân. Đây, thì đã vượt qua mốc 100.000 được sub YouTube. Wow, rất là đẹp luôn. Đằng sau đây thì có hai cái lỗ để treo. Thì vậy thôi chứ không có gì hết. Thì cái, trời ơi, cái này soi gương luôn các bạn ơi. Cái này soi được cả mặt các bạn luôn này, các bạn thấy không? Đấy, trời ơi, nhìn thấy gớm thì cái chứ trời ơi. Không nói, nói mặt mình chứ không phải nói cái nút này. Đấy, thì đây là cái nút bạc. Thì nó cũng chẳng khác gì cái nút bạc của các bạn YouTuber ở Việt Nam đâu các bạn nè. Và bây giờ hôm nay thì mình không biết nên là treo cái này ở đâu hết á. Bây giờ mình sẽ thử treo đâu đó, kiếm một vòng quanh nhà coi sao hen. Thì mình đang phân vân không biết có nên để đây không ta. Ở đây kiểu như đây là cái bàn mà cái bàn để cái cây, xong rồi để cái nút bạc đây. Trời ơi, chết con Ivy bây giờ. Đấy, giả sử mình để đi. Ui,
góc này được không các bạn? Đây là cái góc mà trồng cây cối, đây là cái đồng hồ. Rồi đây là cái lọ hương. Chỗ này được không ta? Hay mình đổi kiểu khác, đổi qua chỗ khác đi. Tiếp theo đây là cái góc cái bàn học. Ôi, cái bàn học thì dơ giấy quá. Đấy thì ở đây có treo hình hình dê, mình không biết có nên để ở đây không ta? Để đây đi. Đấy, để thấy cũng được hen. Tiếp theo đây là cái kệ, mà cái kệ này chủ yếu là sách cũng có ít, cho mình ít đọc sách lắm. Đây là Gundam thì mình rất là thích Gundam. Tiếp theo là một cái chỗ góc nho nhỏ để mà cắt, để album tranh ảnh K-pop này nọ. Cảm thấy EXO nè, The Boy và BTS. Tiếp theo dưới đây thì để mấy đồ linh tinh thôi, nhưng mà như là mình cũng thích để chỗ này lắm, nhưng mà chỗ này sao mà để được ta? Không có chỗ nào để dừa hết, tại vì cái này nó nhỏ lắm các bạn. Cảm thấy nè, nó không có dừa, thấy không? Ồ, chỗ này chắc không được rồi. Nhưng mà chỗ này thích góc này ghê đấy. Đi kiếm chỗ khác vậy. Đây là góc này, là góc cái cửa ra vào các bạn. Kiểu như là mình chỉ cần mở, kiểu như mình đón tiếp khách vào, xong khách đi vào trong này này các bạn thấy không? Điều khúc này sẽ khách nhìn vào đây kêu đù má trời đất ơi, YouTuber 100.000 được theo dõi đó. Kiểu như vậy sẽ làm cho khách của mình, người đến chơi nhà mình bất ngờ với cái thành tích mình đạt được các bạn. Mình không biết có nên để chỗ này không ta? Hay mình để tạm chỗ này nha. Rồi nếu mà các bạn thấy trong mấy chỗ này chỗ nào được nhất á, thì các bạn nhớ comment ở phía dưới nha. Thì coi như là mình đã treo xong cái tấm này được rồi, thì mình sẽ chọn một chỗ đó rồi. Thì trước khi mà kết thúc cái vlog ngày hôm nay ấy, thì mình rất rất là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua. Lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ đạt được cái thành công như ngày hôm nay đâu. Mình chỉ nghĩ là mình làm cho vui, mình muốn là chia sẻ cuộc sống của mình cho các bạn thôi, chứ mình không có suy nghĩ gì nhiều, hay là muốn kiếm tiền, hay là nhận được cái nút bạc này. Đó là những điều mình không mong chờ lắm, nhưng mà không ngờ rồi cũng có một ngày mình nhận được cái nút bạc này. Thật sự là rất cảm ơn các bạn, đặc biệt là những bạn đã theo dõi mình suốt thời gian qua. Và mình hứa các bạn sẽ được một cái vlog giveaway ngay trong ngày mai sau cái vlog này thôi. Bởi vì sao? Mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ dành cho các bạn rồi, đặc biệt là fan K-pop, hoặc là không cần là fan K-pop cũng được các bạn, miễn sao là các bạn yêu thích Hàn Quốc mình sẽ tặng cho các bạn. Ví dụ bây giờ đang cạnh mình đây, mình đã chuẩn bị đồ sẵn rồi. Đấy, ví dụ rất nhiều là cái banner mà made in Korea, nhưng mà để các bạn chơi lên. Ví dụ này của 101 này rất là đẹp, và mình chuẩn bị rất rất là nhiều phần quà cho các bạn nha. Cho nên là các bạn hãy nhớ theo dõi vlog tiếp theo của mình, và đặc biệt là hãy luôn luôn theo dõi mình tiếp theo những thời gian sau nữa, để có lỡ khi mình đạt được cái nút gì đó thì mình không biết. Nhưng mà sẽ rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi vlog của mình ngày hôm nay. Cảm ơn dạo này nói tiếng Việt hơi bị kỳ rồi đó. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi mình nha. Bye bye. Bye bye.